Ở kỳ Copa America năm ngoái, các pháp sư của Chile đã từng làm phép để chú yếm các đối thủ của đội chủ nhà, giúp Alexis Sanchez và các đồng đội đăng quang. Còn năm nay, 8 pháp sư đến từ Peru cũng đã thể hiện khả năng của mình. Sau khi thực hiện hàng loạt nghi lễ với những chiếc áo và hình nộm có liên quan tới các cầu thủ nổi tiếng như Messi hay Neymar, các pháp sư đã đưa ra dự đoán rằng đội tuyển Argentina năm nay sẽ giành chức vô địch. Ở Copa America năm nay, Argentina sẽ nằm ở bảng D cùng với Bolivia, Chile và Panama. Messi và các đồng đội sẽ có trận đấu ra quân với Chile, đội bóng mà họ đã để thua trong loạt sút luân lưu tại chung kết Copa năm ngoái. Ở trận giao hữu đêm qua với Hàn Quốc, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng đậm đà 6-1. Trong đó, các tiền đạo Nolito và Morata đều lập cú đúp. Đáng chú ý khi với hai bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, Nolito đã có tới 4 pha lập công chỉ trong vòng 3 ngày. Trong khi đó, ra sân với đội hình gồm khá nhiều ngôi sao như Eder hay Kevin De Bruyne, nhưng đội tuyển Bỉ lại không thể có được một trận đấu lấn lướt trước Phần Lan. Bị thủng lưới trước, đội tuyển Bỉ chỉ tìm được bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 89 nhờ công của Lukaku sau 10 phút được tung vào sân. Sau hai chiến thắng với cùng tỷ số 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, thầy trò huấn luyện viên Robertson đang có sự tự tin rất lớn trước trận giao hữu với đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây sẽ là sự chuẩn bị cuối cùng của Tam Sư trước khi lên đường tham dự Euro 2016. Ở trận đấu tới, huấn luyện viên Robertson chắc chắn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất cho màn tổng duyệt cuối cùng. Tuy nhiên, ông sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Ran Bechan vì chấn thương. Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên sân Wembley vào lúc 1:45 rạng sáng ngày mai. 15 giờ chiều ngày 2 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập làm quen với sân vận động chính tại Yangon. Hiện tại tiền đạo Công Phượng đang bị chấn thương, bong gân ở mức độ nhẹ sau trận đấu với đội tuyển Serbia vào tối ngày 31 tháng 5. Dù vậy, theo huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, cầu thủ này vẫn có thể tập luyện thi đấu bình thường. Ngoài Công Phượng, các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đều ở trạng thái tốt. Chạm trán tay vợt nước chủ nhà Richard Gasquet ở tứ kết, Andy Murray đã gặp phải khá nhiều khó khăn ngay đầu trận đấu. Anh để thua 5-7 trong set đấu mở màn và phải cần tới loạt tie break mới có thể cân bằng tỷ số sau set đấu thứ hai. Tuy vậy, kể từ thời điểm này, thế trận đã hoàn toàn thuộc về tay vợt số 1 của Vương quốc Anh và Andy Murray đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-7, 7-6, 6-0 và 6-2. Đối thủ của Andy Murray tại bán kết sẽ là Varenka. Tay vợt người Thụy Sĩ chỉ cần 3 set đấu để vượt qua Ramos Vinolas với tỷ số 6-1, 6-2 và 7-6. Ở các trận đấu còn lại của vòng 4, các tay vợt đã giành quyền vào tứ kết có Novak Djokovic, Thomas Berdych và David Goffin. Sau 2 năm liên tiếp phải dừng bước tại tứ kết Roland Garros, Muguruza đã rút được kinh nghiệm cho mình, bằng chứng là trong trận đấu với tay vợt hạng 108 thế giới Rogers. Hạt giống số 4 của giải đã thi đấu rất áp đảo để giành chiến thắng với tỷ số 7-5 và 6-3 sau 1 giờ 19 phút thi đấu. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Muguruza giành quyền vào bán kết Roland Garros và đối thủ của cô ở vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất chính là Samantha Stosur. Hạt giống số 21 đã chấm dứt giấc mơ của tay vợt hạng 102 thế giới người Bulgaria Pirinkova bằng chiến thắng 6-4 và 7-6.